Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chiều hôm nay chúng ta có các ý lễ xin tạ ơn, cầu bình an, cầu cho đất nước. Xin ơn chữa lành, xin như ý, xin ơn hoán cải, xin thánh hóa công việc. Cầu cho Anton và Anna gửi cốt hôm nay. Cầu cho linh hồn Maria Paulo dỗ 100 ngày, Maria dỗ 1 năm, Anna và Giuse dỗ 4 năm, Giuse dỗ 12 năm, Phêrô dỗ 17 năm, các linh hồn Ine, Maria và Teresa dỗ. Cầu cho cố linh mục Anton, Sơ Maria và Sơ Maria Agustina, ông bà cố Giuse và Anna, các linh hồn Giuse, Maria, Phêrô, Anna, ông bà cố Gioan Battista, Maria, ông cố Giuse, bà cố Maria, linh hồn Anna do huynh đoàn Da Minh xin, các linh hồn nhóm lòng thương xót xin. Cầu cho 34 Maria, 32 Giuse, 15 Phêrô, 10 Da Minh, 6 Anna, 6 Augustino, 5 Phaolô, 5 Anton, 5 Teresa. Ba linh hồn Philippe, 2 Lucia, 2 Ignacio, 2 Vinh Sơn, 2 Doan Tẩy Giả, 2 Jacobe, 2 Benjamin, 2 Francisco Xavier, 2 Ine, 2 Micael, Agatha, Maria Magdalena, Tito, Giulio, Geronimo, Joan Kim, Martino, Rosa, Alfonso, Rafael, Thomas, Damien, Jose, Louis, Marta, Matthew, Joan, Tadio, Maria, Teresa, các linh hồn qua đời do dịch bệnh COVID, các linh hồn nhà an nghỉ, các linh hồn tha nhi, các linh hồn mồ côi, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các linh hồn. Hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ 4 mùa Phục sinh, đặc biệt được gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho các hồng y, cho các giám mục, linh mục, tu sĩ, nam nữ và cầu nguyện cho ơn gọi ở trong giáo hội. Để xứng đáng dâng thánh lễ, chúng ta xin Chúa thứ tha tất cả những tội lỗi của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin như Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là
Thiên Chúa là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đấng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Đức Kitô vì mục tử oai hùng của chúng con đã khai hoàng tiến vào thiên quốc. Xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mon cùng được theo gót người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chức sắc công vụ công đầu. Bây giờ ông Phêrô được đầy dẫy Thánh Thần, liền nói trước thượng hội đồng rằng: Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc làm chúng tôi đã làm cho một người tàn tật. Về cách thức người ấy đã được cứu chữa, vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng, chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết. Chính nhờ đấng ấy mà người này đã được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị đã và thợ xây loại bỏ. Chính tảng đá ấy là trở nên đá tảng đốc tường. Ngoài người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Thank you.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng. Chiên mới trả lời: Thưa ông, tôi thấy hình như ông không phải là ông Giêsu, bởi vì nơi tay của ông, nơi chân của ông không có các vết đinh, và nhất là nơi cạnh sườn của ông không có cái vết mà lưỡi đầm đâm thâu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chiên ta thì nghe tiếng ta. Vậy chúng ta nghe tiếng Chúa, nhưng mà mỗi lần Chúa hiện ra với các tông đồ trong những ngày phục sinh thì Chúa đã làm gì anh chị em? Chúa cho các tông đồ thấy cái dấu đinh nơi tay, nơi chân, và nhất là nơi cạnh sườn của Ngài. Và chúng ta thấy đó là cái dấu hiệu mà các tông đồ dễ dàng nhận ra nhất, bởi vì dấu hiệu đó nói lên là Chúa Giêsu chính là Chúa chiên thật. Và trong tin mừng chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói là: Ta hy sinh mạng sống của ta. Ở trong đêm thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ giới răn yêu thương. Và Chúa Giêsu đã làm một việc yêu thương một cách cụ thể, là Ngài ban mình máu của Ngài bằng việc đổ máu của Ngài trên thập giá và trở nên lương thực nuôi sống chúng ta. Và
Một điều thứ hai nữa là làm sao mà để cho chúng ta, Chúa có thể nhận ra mình là con chiên của Chúa. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn đó là cái dấu hiệu yêu thương. Bởi vì Thánh Gioan Ngài nói ai mà yêu thương nhau thì mới ở trong Thiên Chúa được. Mà nếu mình yêu thương nhau thì Chúa Giêsu và Chúa Cha cùng Chúa Thánh Thần sẽ đến và ở với mình. Vậy khi chúng ta yêu thương nhau thì Chúa Giêsu mới nhận chúng ta, biết chúng ta là con chiên của Ngài. Và điều còn lại chúng ta được mời gọi, hoa quả của tình yêu đó là gì anh chị em? Là chỉ có một chủ chiên và một đoàn chiên. Nghĩa là một tình yêu mà khi người ta yêu nhau thì người ta hiệp nhất với nhau. Ai yêu mến Thầy hãy giữ lời Thầy, và Cha Thầy cùng Thầy đến ở trong người đó, và người đó sẽ được ở trong Thiên Chúa. Nhân ngày lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, chúng ta cầu nguyện đặc biệt trong giáo hội của chúng ta có nhiều vị chủ trăng nhân lành đúng theo lòng mong ước của Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và lãnh đạo của Chúa Giêsu. Người chồng người vợ cũng thay mặt Chúa để mà chăm sóc, hướng dẫn gia đình của mình. Vậy thuận vợ thuận chồng thì tác bể đông cũng cạn. Vậy vợ chồng được mời gọi hãy làm gương qua đời sống yêu thương nhau, thì điều đó mới có cái sức hấp dẫn và thuyết phục đối với con cái của mình khi mình muốn hướng dẫn giáo dục chúng. Vậy chúng ta cách đặc biệt Giáo hội Việt Nam ngày hôm nay tạ ơn Chúa là có rất nhiều ơn gọi tu sĩ nam nữ linh mục. Nhưng tôi nghĩ rằng 5-10 năm tới, giới trẻ bây giờ gia đình trẻ chỉ có 2 con à. Vì vậy mà nhiều dòng trong cái năm 2021 này tuyển sinh không có, mỗi dòng 5-10 người thôi. Các bạn trẻ giờ không đi tu được nữa rồi. Thì chúng ta tính 10 năm nữa chúng ta sẽ thiếu tu sĩ nam nữ linh mục, chứ không phải giỡn đâu. Vì vậy chúng ta tiếp tục khích lệ con em của mình, mặc dầu ít con, nhưng mà bạn nào, đứa nào trong nhà nó có cái thiên hướng hy sinh cho giáo hội, cho Chúa, chúng ta khích lệ bằng lời cầu nguyện, bằng gương sáng, và nhất là bằng bác ái yêu thương. Amen. Trong tâm tình hy vọng, tôi mời cộng đoàn cùng đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiều đông đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chiều khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra,
người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, trong ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ hôm nay, cộng đoàn chúng ta cùng hướng lòng lên Chúa Giêsu Kitô vì mục tử nhân lành để dâng lời tri ân cảm tạ và tha thiết nguyện xin. Chúa Giêsu đến để cho mọi khi được sống và sống dồi dào. Xin cho các vị trụ trang trong hội thánh luôn biết nuôi dưỡng Chúa, tận tình quan tâm chăm sóc mọi nhu cầu của đoàn chiên, sẵn sàng trở nên như tấm bóng vẽ ra vì sự sống của mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận đỡ chúng con. Ta còn những chi khác không thuộc bàn này. Xin cho những người ở khắp nơi trên thế giới chưa đón nhận đức tin chân thật, biết khát khao tìm kiếm chân lý và mở lòng cho linh mình cứu độ, để họ cũng được thuộc về một đàn chiên duy nhất. Chúng ta cùng cầu xin. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa Giêsu nói: chiên của ta thì nghe tiếng ta. Xin cho có nhiều người trẻ nhận ra và quảng đại đáp lại tiếng Chúa mà thôi. Hiến thân trong đời, sống tu trì và tích cực trở nên những thợ gặt lại nghèo cho cánh đồng truyền giáo hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bổ bỏ và thức lệ ơn gọi là trách nhiệm chung của các tín hữu. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn ý thức và tích cực đóng góp vào công cuộc đào tạo linh mục, tu sĩ bằng lời cầu nguyện hàng ngày cùng với những nâng đỡ tinh thần lẫn vật chất. Chúng ta cùng cầu xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, vì mục tử nhân lành, Chúa hằng yêu thương chăm sóc tất cả mọi người, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn trợ giúp để mỗi ngày chúng con trở nên xứng đáng thuộc về đàn chiên của Chúa hơn. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha
để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng buổi sương trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vừa qua, để mầu nhiệm thanh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung ngô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế với niềm hân hoan chưa trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng cùng với các dũng thần và các quyền thần, không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo bên, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đơn người để nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình vào mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trảo cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mồ nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Louis của chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhờ đến các tôi tớ Chúa là Anton và Anna gửi cốt hôm nay, Maria Paulo dỗ 100 ngày, Maria dỗ 1 năm, Anna và Giuse dỗ 4 năm, Giuse dỗ 12 năm, Phêrô dỗ 17 năm, Ine, Maria và Teresa dỗ. Cố linh mục Anton, Sơ Maria và Sơ Maria Augustina, ông bà cố Giuse Anna, các linh hồn Giuse Maria Phêrô Anna, ông bà cố Gioan Battista Maria, ông cố Giuse bà cố Maria, linh hồn Anna 34 Maria, 32 Giuse, 10 Phêrô, 10 Đa Minh, 6 Anna, 6 Augustin, 5 Phaolô, 5 Anton, 5 Teresa, 3 Philippe, 2 Lucia, 2 Ignacio, 2 Vincent, 2 Doan Tể Giả, 2 Jacobe, 2 Benjamin, 2 Francisco Xavier, 2 Ine, 2 Micae, Agatha, Magdalena, Tito, Giulio, Geronimo, Joan Kim, Martino, Rosa, Alfonso, Rafael, Thomas,
Damin Giuse Louis Marta Matthew Joan Tadio Maria Teresa. Các linh hồn qua đời do dịch bệnh COVID, các linh hồn an nghỉ, các linh hồn tha nhi, các linh hồn mồ côi, tổ tiên ông bà cha mẹ và các linh hồn mà Chúa đã mời gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con ở trên, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứ chúng con cho con sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đứng xóa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đứng xóa tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha là mục tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Cha cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức Giêsu Kitô. Cúi xin Cha giờ đẩy thương đoa dần đưa chúng con vào đồng co nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin cộng đoàn an tọa. Bảo tử Anh Phêrô, Đoàn Minh Hải, hội viên Lê-rô và gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, sinh năm 1961 tại Sài Gòn, số nhà 163/14/21 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, khu giáo Tô Ma, qua đời lúc 21:35 thứ Sáu ngày 23/4/2021, hưởng dương 60 tuổi. Lễ tang dự kiến vào lúc 9:30 thứ Bảy 24/4, lễ tại gia 10:00 thứ Bảy 24/4, đồng quan 4:30 thứ Hai 26/4, lễ an táng tại nhà thờ Hòa Hưng lúc 5:00 ngày thứ Hai 26/4 do Cha Vũ Minh Thùy cử hành, và mai táng tại nghĩa trang La Ngà. Xin thông báo Chủ nhật 25/4, ngày Chúa Chiên Lành, là ngày cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu linh mục và tu sĩ. Xin đóng góp cho quỹ bảo trợ ơn gọi của Tổng giáo phận Sài Gòn. Xin rộng tay bỏ tiền ở cổng nhà thờ. Lễ ba, các trưởng thiếu nhi thánh thể mừng bổn mạng Chúa Chiên Lành, 4:50 chiều giờ chầu, 7:00 tối giới trẻ hương mừng bổn mạng Chúa Chiên Lành. Thứ Hai 26/4, lễ sáng, lễ an táng cho ông Phêrô Đỗ Đình Hải, 60 tuổi, thuộc khu giá Tô Ma, do Cha Vũ Minh Thùy cử hành. Thứ Tư 28/4, 10:00, lễ cưới cho Quang Phi và Kim Ngân ca đoàn Matthew Gẫm hát lễ. Thứ Năm 29/4, 8:00, tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh, giáo phận Hà Tĩnh, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn nhận chức giám quản tông tòa. Thứ Sáu 30/4, lễ sáng, lễ an táng cho bà Maria Lệ Thị Mạnh, là phu nhân của ông Nguyễn Đình Chi, trước ở giáo khu Matthew, qua đời ngày 16/4 tại Mỹ, nay đưa linh cữu về, xin an táng tại nhà thờ Hòa Hưng. Lưu xá sinh viên Hòa Hưng tổ chức ngày ghi ơn 7:30 sáng chào đón, 11:00 lễ tạ ơn. Thứ Bảy đầu tháng 1/5, lễ thánh Giuse thờ, và là ngày khởi đầu tháng Đức Mẹ thiếu nhi xưng tội, sáng 7:30 chiều 2:30. Chủ nhật đầu tháng 2/5, 7:15 rửa tội trẻ em, 8:00 mừng bổn mạng Savio của phân đoàn ấu nhi và lễ sinh, 3:30 chiều các bà mẹ nhóm họp, 4:10 chiều rước kiều và dâng hoa kính Đức Mẹ. Xin vui lòng ủng hộ. Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúng ta đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin như Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong giúp anh chị em đi bình an. Thank you.